phải ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu vấn đề này thì giờ này đồng đạo chúng ta phải ráng tu. Như vậy thì cái từ ráng tu trong toàn bộ sám giảng thi văn, toàn bộ từ ráng tu thầy viết 17 lần, 17 lần thầy viết từ ráng tu. Tôi có xem rất kỹ quý vị ạ. Cái từ tu đó, cái chữ ráng đó thầy viết trên dưới 120 mấy lần, 120 mấy lần thì viết chữ tu. Còn chữ ráng tu thì viết 17 lần thôi. Ráng tu đem được Phật vào trong tâm đó, có nhiều chữ lắm. Hoặc là ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời đó, đó thầy viết 17 lần như vậy. Như vậy thì giờ này phải ráng tu. Tu cái gì đấy, phải ráng làm sao đây? Thì đó là vấn đề chúng ta phải bàn. Theo tôi nghĩ rằng nếu nói giờ này mà nói tu đồng đạo chúng ta phải nói rõ là nằm lòng hết rồi. Bởi vì tôi dạo gì chúng ta đang tu nè, chúng ta đang sửa mình nè. Nhưng mà chúng ta tu thì tu, mà cũng có lúc chúng ta thả trôi. Giống như thầy dạy tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tánh. Vì vậy cho nên cái quan trọng là chúng ta có ráng hay không. Cái mục đích đặt ra ở đây mà Đức Thầy dạy chúng ta là phải ráng tu mới đạt kết quả. Còn nếu như mình không ráng tu thì xin thưa không có kết quả. Nếu chúng ta không ráng tu hết hạn gì, chúng ta tu gọi là tu lừng chừng đó, nữa làm nữa nghĩ thì chúng ta hết hạn gì mà được làm người thôi, ở kiếp lại sinh, chứ chúng ta khó giải thoát. Như vậy thì khi chúng ta còn sống, khi chúng ta chưa chết nè, đặng mà chết, tức là ráng tu để chuẩn bị cái chết nè, thì giờ này vấn đề ráng tu thì tôi xin đưa ra 4 yếu tố. Có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng 4 yếu tố này rất là quan trọng. Nếu như chúng ta có ráng được 4 điều này đó, mà chúng ta có chết mình có vui đâu vậy, mình có vui nữa. Bởi vì mình ráng được 4 điều này là nợ nần giúp hết rồi. Như vậy thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải ráng cúng lại. Đây là cái then chốt của mình. Cho nên vấn đề này để chúng ta đập vỡ, chúng ta đập vỡ cái định kiến mà nói rằng tôi chỉ tu tâm thôi, tu cận gì cúng lại, cận gì ăn chay, thì chúng ta đập vỡ cái này nè, phải không? Tại sao Đức Thầy lại dạy chúng ta rằng sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Chúng ta nhớ rằng là điều phụ thuộc, nhưng mà lại quan trọng là món trợ đạo. Đồng đạo hiểu nhầm cái từ món trợ đạo. Nếu nói món trợ đạo không quan trọng, nhưng xin thưa là món trợ đạo là quan trọng. Bởi vì 37 phẩm trợ đạo trong đạo đế của Bát Chánh Đạo, của Tứ Diệu Đế đó, tức là 37 phẩm trợ đạo của đạo đế của Tứ Diệu Đế đó, thì chúng ta thấy rất quan trọng. 37 phẩm là đạo đế, là con đường giải thoát mà. Như vậy thì ngày giờ này nếu như đồng đạo chúng ta tu hành mà thiếu cúng lại là chúng ta chưa ráng. Thật sự như vậy. Nếu như đồng đạo nào mà có cúng lại tinh chiến ở đồng đạo này thì xin thưa rằng đạo tâm phát khởi lắm. Mà nếu như chúng ta tu hành mà cúng lại không tinh chuyên, buổi cúng bữa không, ngày cúng ngày nghỉ, thì đồng đạo này là tu hành yếu ớt rồi. Không tin là nhìn trong nhà, nhìn chồng mình đi, ví cô nhìn ổng á, ví cô thấy rõ à, bữa nào ổng cúng lại ngon lành á, dầu đi phía cúng cúng mà, dầu về trễ cúng cúng á, thì lúc đó thấy đạo ngon lắm. Mà lúc nào ổng bỏ cúng là quý cô nghi nguy gì đó, nên nhắc nhở ổng. Tôi hồi đó cũng vậy nè, hồi đó là lúc mà thời gian đầu tiên biết đạo mà chưa học đó, tôi cũng tu ngon lắm. Cái thời gian tôi nghỉ cúng cái gì, thì thời gian mà tôi nghỉ cúng đó, thì thời gian đó là tồi tệ nhất trong đời của tôi. Khi nghỉ cúng rồi, lúc bây giờ bắt đầu nhậu nè, bắt đầu cờ bạc nè, bắt đầu là thế này thế khác nè, tứ đối tượng nó lôi kéo hoài à. Nhưng mà mai học giáo lý quay trở lại cúng quyết liệt, cho nên lúc bây giờ mới được như ngày nay. Vì vậy cho nên cái này là cái thật sự bản tâm của mình. Ở bản tâm của mình, mình chia sẻ cái nỗi niềm của mình cho tất cả đồng đạo chúng ta rõ. Vì vậy cho nên thời cúng lại đồng đạo nên nhớ là quan trọng lắm. Trong một ngày 24 giờ đồng hồ chúng ta chỉ chú trọng 2 thời cúng, 1 thời cúng 15 phút này thôi. Bởi vì trong thời gian này, thứ nhất là chúng ta được định tâm, thứ nhất là chúng ta tập định tâm, và cái quan trọng thứ hai là chúng ta có cúng lại, chúng ta bắt cầu mong ơn trên xả tội được, xá tội hoặc xả tội. Có nghĩa rằng từ xưa đến giờ mình làm gì đều tội đúng không? Cho nên hôm nay có cúng lại, có niệm Phật thì mình mới cầu mong ơn trên là từ bi xá tội, đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh như đắc đạo quả ở cái ngũ nguyện cầu. Rồi hơn thế nữa, nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ,
Đây còn gọi là cái cách sám hối đồng đạo à, trong đạo Phật giáo hảo chúng ta. Nếu như đồng đạo nào không có cúng lại, đồng đạo đó không có sám hối, phải không? Mà nếu không sám hối thì tội còn y. Mà tội còn y làm sao giải thoát được? Chúng ta có cúng lại là chúng ta có sám hối. Mà chúng ta có sám hối thì tội chúng ta ngày mòn mòn chút. Bởi vì chúng ta có cúng lại, chúng ta có niệm Phật, thì đương nhiên chúng ta bàn nãy giờ thì nhờ cúng lại và niệm Phật. Cúng lại và niệm Phật đi đôi với nhau. Hồi đó tôi chờ tới thời cúng để tôi niệm Phật. Mà nếu như ngày giờ này mà ông nào nói cúng không niệm Phật, đồng đạo đừng có tin ông đó. Không đúng đâu. Cúng là phải niệm Phật, xá là phải niệm Phật. Chứ giờ xá ông niệm Phật, niệm gì mà niệm ông nội ngoại, phải không? Kính thưa đồng đạo, cho nên tôi mong đến thời cúng mà để tôi niệm Phật. Vì vậy cho nên cúng lại và niệm Phật đi đôi với nhau. Cho nên cúng là phải niệm Phật. Cầm tay chấp cầm hương, chấp tay lên trán, rồi xá ba xá nguyện gì thì niệm Phật. Cái niệm gì? Niệm Phật xong rồi quỳ xuống tấp chấp tay lên trán mới nguyện cái bài của kính dân hương chú cụ quyền. Rồi nguyện xong, cắm hương xong rồi nguyện tiếp, nguyện xong nữa. Đến nỗi cắm hương mà khi cắm hương tôi cũng niệm Phật nữa. Khi cắm hương niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhẹ nhàng. Không lẽ cắm hương niệm Nam Mô cụ quyền, không lẽ cắm hương niệm Nam Mô ông nội sao? Phải không có gì? Không, tôi nói ví dụ như vậy. Và sau khi mà chúng ta nguyện xong lại niệm gì đây? Không lẽ lại im du? Không lẽ lại Nam Mô cố bà cố? Không lẽ lại số Nam Mô nội bà nội? Thì đương nhiên nên lại xuất niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi đứng lên, rồi Nam Mô Đà Phật vậy thôi, còn gì nữa đâu. Không có gì ở đây, không phải tôi nó xỏ xiên ai mà tôi nó bằng sự thật là vậy. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì nhờ chúng ta có sám hối, nhờ chúng ta có niệm Phật như vậy đó, mà nó giúp cho chúng ta phải nói rõ là tan bớt cái nghiệp. Ở đây mình nói tan bớt để chứ không dám nói là tiêu trừ. Bởi thầy dạy là niệm chữ Di Đà tán chứ nghiệp mới tan à. Vì vậy cho nên cái yếu tố đầu tiên phải ráng là chúng ta phải ráng cúng lại và niệm Phật. Cái thứ hai nữa chúng ta phải ráng là gì? Phải ráng ăn chay. Thời kỳ này mà nếu chúng ta không ráng ăn chay được là nguy nghe quý vị. Bởi vì sở dĩ hôm nay chúng ta bỏ lạc trầm luân, hôm nay gần đến cái ngày tử thần đến, thì hoàn toàn cái nghiệp mà con người gây tạo nhiều nhất trong đời sống của chúng ta ở vô địa kiếp bên này đó là nghiệp gì? Thì xin thưa rằng không ngoài cái nghiệp sát. Cái nghiệp sát. Cho nên cũng chính vì cái nghiệp sát ấy mà giờ này đồng đạo chúng ta mới ở đây nè quý vị ạ. Vì lý do đó cho nên giờ này chúng ta cần phải ăn chay để chúng ta đoạn trừ cái nghiệp sát tại chỗ này. Mà nếu ăn chay mà không có chữ ráng khó giữ rồi nghe. Bởi vì tư tưởng chung mà chúng ta ăn mặn mấy chục năm rồi, mấy chục kiếp rồi, mấy ngàn kiếp, mà giờ này ăn chay thì khó giữ á. Nhất là những đồng đạo mới tập ăn chay đó khó lắm. Ăn chay kỳ thì dễ nha, mà ăn chay ngày nó khó lắm đồng đạo à. À, ăn chay kỳ thì tháng 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày. Còn ăn chay kỳ thì ngày, còn ăn chay ngày là ngày nào cũng ăn chay thì khó lắm. Vì vậy cho nên chúng ta phải ráng à. Ngày nào cũng ăn chay hết cho tôi, đừng ăn chay trường, ăn chay ngày á. Ăn chay trường xưa rồi, giờ chúng ta đổi từ ăn chay ngày đó. Ngày nào ăn chay hết á, đừng có nghĩ. Còn sống là còn ăn chay, giờ nào chết thôi à. Thế ngày nào còn sống thì nó ăn chay. Mình nói vậy với mình đi, giờ mình nói với mình nè. À, bây giờ tôi nói thiệt, tôi hứa vậy là tôi ăn chay ngày đó. Ngày nào có ăn chay hết trơn á, nghĩ được rồi. Thấy không đồng đạo? Như vậy thì chúng ta phải ráng mới được. Và nếu như ngày nào cũng ăn chay thì cái miệng chúng ta đỡ sát sanh. Lúc bây giờ thì cái miệng chúng ta từ một tên đau phủ trở nên một người hiền lành. Cái bao tử chúng ta trước đây nó là một cái nghĩa địa, nhưng mà giờ này cái bao tử chúng ta nó lành rồi. Nói ở đây tôi mới nhớ nghe quý vị. Năm Ất Dậu 1945 khi Đức Thầy Sài Gòn đó, lúc bây giờ ngày hôm đó là ngày 13, thì Đức Thầy đang ở đường La Ve đó. Lúc bây giờ thì cũng có các cái vị gọi là đầu bếp đó, các cô hậu cần ở bên nữ đó cũng ở chung với nhau cũng đông vậy nè. Thì chiều 13 các cô cũng là cầm cội nào là lấy chén nè, lấy nồi nè, lấy muỗng đũa ra rửa sạch sẽ lắm. Cái thầy ở trên nhà trên thì bước nói mấy bà làm gì thấy bộ bữa nay tích cực vậy. Thì quý cô nói dạ thưa thầy, ngày mai ăn chay thầy, bữa nay 13 mai 14, cho nên mấy đứa con mới xúm nhau rửa nồi, rửa tô, rửa tổ, rửa muỗng, rửa đũa làm chuẩn bị ngày mai ăn chay. Thầy nói ừ mấy bà làm thì đúng đó, bởi mấy ngày nay mình ăn mặn không à, mời ăn chay thì mình cũng phải rửa sạch sẽ. Nhưng mấy bà quên một điều á, mấy bà có rửa được cái bao tử với bà không?
Cái bao tử mới ăn chay ăn mặn, bữa nay mới ăn chay sao rửa được? Đức thầy nói gì không ai trả lời cho mình đâu. Như vậy thì muốn rửa cái bao tử, muốn biến cái nghĩa địa này thành một cái cảnh thiên đàng thì phải ăn chay thôi quý vị á. Phải ăn chay mới rửa được bao tử, chứ ăn mặn sao rửa được bao tử được. Và cái ráng thứ ba nữa là gì? Chúng ta phải ráng làm từ thiện. Nếu như hôm nay chúng ta không ráng làm từ thiện không đạt kết quả. Mà Đức Thầy đã dạy là điều cần yếu làm phải làm hết các việc từ thiện. Cho nên hôm nay chúng ta phải làm từ thiện để có được công đức. Khi có làm được từ thiện rồi thì từ đó nó sinh công đức. Và cái công đức ấy nó sẽ giúp cho chúng ta có được đôi cánh để giúp chúng ta được về cực lạc. Cho nên hôm nay tu đạo Phật giáo Hòa Hảo, mà nếu như mình không làm từ thiện thì giống như chúng ta dậm chân tại chỗ thôi. Có làm được từ thiện, có làm hết các công tác từ thiện xã hội đúng như là thầy đã dạy, đó là cái hành đạo đúng theo ý tưởng cái thực của nó, là làm thế nào để phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Như vậy thì qua cái lời Đức Thầy trả lời với ông nhà báo Hồng Nguyên khi ông ấy lên chiến khu thăm Đức Thầy, thì lúc bấy giờ chúng ta thấy rõ rằng hôm nay chỉ có công tác từ thiện xã hội, có những cái điều lành này nè, có những cái điều mà chúng ta giúp cho những cái người khác đang thiếu thốn từ vật chất lẫn tinh thần, thì có giúp được cho những người này thì lúc bấy giờ lòng chúng ta mới hoan hỷ. Cái từ thỏa mãn trong đời hành đạo của mình là gì? Chúng ta hoan hỷ lắm. Mình làm được cái điều lành, điều phải rồi, mình có người hoan hỷ nó tốt, thấy nó thỏa mãn lắm. Còn nếu như giờ này mình ích kỷ tu thân cũng được nữa, nhưng mà đạo không cao. Bởi vì cái đạo chúng ta Đức Thầy dạy, cái đạo mà Đức Thầy dạy chúng ta là đạo này Bồ Tát hạnh. Đạo này cần phải cứu giúp nhiều người. Vì vậy cho nên chúng ta làm từ thiện, chúng ta phải bố thí một trong lục độ bằng hạnh chữ Bồ Tát. Cho nên phải ráng nghe đồng đạo, phải ráng mới được à, chứ nếu không ráng là không được à. Chúng ta phải ráng, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần đỏ đạo. Dầu rằng chúng ta không phải là người xuất gia, nhưng mà hôm nay dầu tại giá cư sĩ thì mình cũng phải cố gắng, phải ráng từ vật chất lẫn tinh thần lo cho đạo. Thì đó là cái ráng thứ ba. Và cái ráng sau cùng, tất cả đồng đạo chúng ta phải ráng giữ giới luật. Đây là cái điều cốt yếu nhất. Có giữ được giới luật thì lúc bây giờ, trước khi cái ngày mà chúng ta lâm chung đó, thì lúc bây giờ mình mới phải nói hoàn mãn trên con đường tu của mình. Còn nếu như mà chúng ta không giữ được giới luật thì tôi tin chắc rằng trước khi giờ lâm chung thì chúng ta không dứt được nghiệp. Bởi vì hôm nay một mặt chúng ta giữ giới luật để chúng ta trở thành một tín đồ của Thầy. Đức Thầy chỉ chấp nhận những người nào giữ gìn giới luật thì Đức Thầy mới chấp nhận người đó là tín đồ của Ngài. Và nếu như chúng ta không giữ được giới luật thì xin thưa rằng người đó không phải tín đồ Đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đó là một mặt. Mặt khác, hôm nay chúng ta giữ giới luật của đạo là chúng ta ngăn ngừa không làm điều ác, để chúng ta phát huy điều thiện, phát huy điều lành. Và khi còn hơi thở này mà chúng ta không làm điều ác, phát huy điều thiện, cái nghiệp cũ hồi nãy nhờ cúng lại cầu nguyện chúng ta đã đoạn trừ rồi. Cái nghiệp mới thì chúng ta làm lành không à, cái nghiệp mới là từ thiện đó, làm lành không à. Và đồng thời chúng ta ép mình trong khuôn khổ giới luật, đúng như câu mà Thầy dạy, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Thì rõ ràng đến lâm chung thì đến cái ngày mà chúng ta chết đó, thì lúc bây giờ phải nói rõ là mình hoàn mãn, còn gì nữa đồng đạo. Cho nên đoạn này Đức Thầy mới dạy là phải ráng tu đặng mà chết. Thì có nhiều vấn đề để nói trước khi chết, nhưng mà tự chung lại thì chúng tôi chỉ đưa ra bốn vấn đề này. Một là cúng lại niệm Phật, hai là ăn chay, ba là chúng ta làm từ thiện, bốn là giữ giới luật. Thì tự chung lại bốn vấn đề này là vấn đề cốt yếu trước khi chết. Thời gian còn sống chúng ta làm được các điều này thì tôi tin chắc rằng khi chúng ta bỏ cái xác thân này thì mình sẽ được hanh thông, mình sẽ được đi lên, mình sẽ không còn bị đọa lạc trầm luân như những cái người không thực hiện được bốn yếu tố này. Kính thưa đồng đạo, và đến cái câu sau cùng thì Đức Thầy dạy chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Như vậy thì qua câu giảng này, ý Đức Thầy căn dặn chúng ta rằng ngày giờ này mình phải cố gắng thực hiện theo lời Đức Thầy dạy. Hoặc giả Đức Thầy đang cảnh báo những con người chưa tu. Cái khái niệm đầu tiên, cái bài tư tưởng này thì gần như Đức Thầy dạy rộng những cái người chưa giác ngộ tu hành. Cho nên nếu như cái người chưa giác ngộ tu hành mà đến chết mà chưa có tu nữa thì người này sẽ bị đọa lạc trầm luân.
Bởi vì trước mặt chúng ta nó sẽ có 10 cái con đường để chúng ta đi đồng đạo ạ. Sau khi chúng ta chết rồi thì mình sẽ đi vào 10 cái con đường này. Nếu mà chúng ta để chết đến mà chẳng có tu đó thì chúng ta sẽ đi vào tam ác đạo, đi vào ba cái cửa thấp nhất nếu như chúng ta không tu. Nếu không tu rồi thì sau cái ngày chúng ta chết đó thì nhất định chúng ta sẽ đọa làm súc sanh, chúng ta sẽ đọa xuống địa ngục, chúng ta sẽ thành ngạ quỷ. Thì đây là ba con đường vạch sẵn, ba con đường dành sẵn cho những cái người không tu. Những con người mà lúc sống không tu đó thì chết đương nhiên sẽ về ba con đường này. Bởi vì quý chú cùng thì chúng ta cũng phải hiểu được con người của mình còn có kiếp sau kết trong đạo. Và nếu như cái người mà tu vừa, cái người mà vừa làm hiền mà cũng vừa làm dữ đó, thì con người này có thể thăng hóa lên một chút ở cái con đường thứ tư, tức là được sanh làm người sau khi chúng ta chết. Rồi nếu như con người nào làm lành có nghĩa khí một chút thì sẽ sanh vào cái con đường thứ năm, tức là về cõi A-tu-la Phật. Còn nếu như con người nào mà có tu hành, hành được thập thiện nghiệp, đền trả được tứ ân, thì con người này sẽ sanh được cõi trời đó, tức là sẽ được sanh thiên trong lục đạo luân hồi. Thì đó là sáu cái đường ở trong lục đạo đó, gọi là lục phàm. Và nếu như người nào có tu như chúng ta vừa bàn hồi nãy, chúng ta có ăn chay, có niệm Phật, có giữ giới, có làm lành, có làm từ thiện, thì ít nhất chúng ta cũng đạt được cái quả vị con đường thinh văn. Đây là con đường giải thoát trong tứ thánh. Mà nếu chúng ta tu cao một chút, mình sẽ đắc được quả vị duyên giác. Nếu như chúng ta có làm việc nhiệt tình theo con đường mà Đức Thầy đã dạy ở Bồ Tát Hạnh, thì chúng ta sẽ đắc quả vị Bồ Tát. Nếu như chúng ta vừa niệm Phật, mình vừa có tứ vô lượng tâm, mình vừa thực hiện được từ bi hỷ xả, thì chúng ta sẽ về con đường cao nhất. Mình sẽ có được hào quang sáng chói và chúng ta sẽ đắc được quả vị Phật. Như vậy thì sau khi chúng ta chết rồi thì 10 con đường này nó đang chờ đợi chúng ta. Lành giữ hai đường tự ý chọn, lành như tòng giữ tở quá tươi, như rất rõ như trong kinh sách đã dạy. Vì vậy cho nên giờ này hiểu được vấn đề này thì chúng ta cố gắng, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Nếu để chết đến mà chẳng có tu thì chúng ta phải đọa vào tam ác đạo thôi, không đường nào khác. Bởi vì khi mà chúng ta chết đến rồi mình không tu thì lúc bây giờ khi nhắm mắt hồn đìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước tinh linh, phạt cái thưởng hai đường tỏ rõ, rất rõ ràng. Thì khi chúng ta không tu thì đương nhiên đến giờ cuối cùng quỷ vô thường dắt chúng ta về cảnh giới, phải nói rõ là cảnh giới bất lành, về tam ác đạo. Thì lúc bây giờ chúng ta có hối thì mọi việc đã muộn màng. Qua đó cho nên giờ này khi hiểu được các yếu tố này thì mong rằng đồng đạo chúng ta muốn người như một, mọi người phải cố gắng làm lành. Hôm nay chúng ta làm lành, tu hành, ráng tu theo là Đức Thầy đã dạy, thì chúng ta đã cắt đứt cái con đường sanh tử luân hồi, mình mua đứt cái con đường về tam ác đạo. Ít nhất thì tôi và quý vị, nếu chúng ta không được giải thoát thì mình cũng được thành những con người hoàn chỉnh để tiếp sau, kiếp sau chúng ta tu tiếp. Nhưng đó chúng ta chỉ nói ở trước đây thôi. Còn ngay giờ này đồng đạo chúng ta đang ở một cái ngưỡng cửa, cái ngưỡng cửa mà Thầy dạy là kiếp chót. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta sẽ không còn kiếp sau để tu nữa, chúng ta chỉ còn kiếp này là kiếp sau cùng. Do đó mình phải cố gắng tích trữ công đức thế nào đó, mình cố gắng làm hiền làm lành thế nào đó, mình phải cần cố gắng dành dụng các thời gian quý báu chúng ta còn sống để chúng ta tu hành, để chúng ta niệm Phật, để chúng ta làm lành. Thì tin chắc rằng tất cả đồng đạo chúng ta nếu thực hiện đúng như là Đức Thầy đã dạy qua 10 câu giảng này cũng như 2 câu giảng cuối cùng này, thì đương nhiên chúng ta sẽ không về địa ngục, đương nhiên chúng ta sẽ không về Viêm Lai Vương, mà lúc bây giờ chúng ta sẽ được mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính thưa đồng đạo.